hôm nay là đánh dấu bữa ăn sau hơn một tháng. Sau hơn một tháng mới được đi ra ngoài ăn. Tôi đã thành người tối cổ và bây giờ tôi mới lại được ăn bữa ăn sáng ở IKEA. Chào mọi người, dịch ở nhà thì mọi người làm gì? Dịch ở nhà thì mình kiếm việc mà làm thôi, chứ cũng chẳng có việc gì làm. Hôm nọ mình đã order được một đống vở vở tập viết của Oli của bên Trung Quốc để tập viết chữ. Đây, vở nó như này. Chất giấy mịn và ok phết. Dành cho những bạn nào mà thích tập viết chữ. À không, nói chung ở Việt Nam nếu mà mọi người tập viết chữ thì có vở Oli rất là tiện, còn mình ở bên này kiểu vở Oli đắt dã man ấy, mình thấy khá là đắt. Mình order cái quyển này về ở trên Taobao thì cũng rẻ. Thế nhưng mà tiền ship thì tại vì mua chỉ ship mỗi cái này ấy, nên là đợt đấy mình mua chỉ ship mỗi cái này nên tiền ship cũng hơi đắt. Nếu mà chung với những cái khác thì nó sẽ rẻ hơn. Cái đợt mà mình học tiếng Trung thì đợt đấy nó cách ly cho nên là mình không mua được vở Oli. Thế xong là mình đi tìm mua vở Oli, nó không có, nó hết hàng. Nói chung thì như ai người ta cũng mua dự trữ vở để cho con tập viết học hay sao ấy. Thế là mình chẳng mua được. Thế mà cả nhiều chỗ nó cũng đóng cửa. Thế là mình cũng chẳng mua nữa, mà mình cũng sốt ruột muốn có giấy để học. Thế lúc đấy vở bình thường, cái vở mà kẻ ngang bình thường nó không có hàng mấy. Thế là mình đi mua một sấp, một cọc này giấy A4 để về để viết, về tập viết. Thế xong là cái lúc tập viết thì chỉ kẻ thôi, chồng mình kẻ cho mình cái đường ngang này này thành một cái hàng kẻ để viết cho nó có hàng, có lối một tí. Nhưng mà thật sự thì viết chữ mà nó không có cái Oli thì nó cũng khó định hình cái chữ của mình, nên là nó cứ lên lên xuống. Để mình cho mọi người xem. Đây là lúc mình viết ở chữ giấy kẻ ngang. Cái lúc này mình mới học thôi chứ mình cũng không chú trọng tập viết mấy, viết để cho nó nhớ chữ. Thì mọi người có thể thấy chữ mình nó cũng khá là lộn xộn ấy, nhưng mà đây nó có hàng cũng đỡ. Có cái lúc đầu mình viết bằng cái giấy A4 còn chưa kẻ. Mình cứ tập viết thôi, để có giấy để viết ấy. Thế nên là nó cũng còn lộn xộn hơn nhiều. Còn đây thì là cái vở Oli mình mới mua được. Đó. Trông có vở vào chữ nó được kiểu thẳng hàng thẳng lối, trông đẹp hơn hẳn đúng không? Chỗ này thì nó là Oli hết, còn chỗ này nó sẽ có một cái nhỏ nhỏ ở đây để cho mình có thể viết cái chữ pinyin lên trên và viết nghĩa lên trên, cũng rất là tiện. Nhưng một quyển này thì cũng khá là mỏng, mỏng dính à, viết tí là hết. Nói chung thì ở nhà cũng phải kiếm việc ra mà làm mọi người ạ, chứ không thì cũng rất là chán. Thì dạo này mình cũng hứng thú với cái việc tập viết ấy. Không hiểu sao tập viết thì thầy cũng thích. Nói chung là mình cũng không phải phấn đấu để viết kiểu thành học sinh vừa sạch chữ đẹp, thế nhưng mà muốn viết cho nó, để mình viết nhiều thì mình nhớ được chữ ấy. Xong trong cái lúc mình viết mình cũng nhẩm được từ thì mình cũng học luôn cái từ đấy. Nói chung là kiểu một công đôi việc ấy, thì học một từ, học từ cái nọ nó lại bổ trợ sang cái kia. Kiểu kỹ năng viết nó sẽ bổ trợ cho kỹ năng đọc và kỹ năng đấy, kiểu học ở nhà chán rồi thì mình sẽ đi ra ngoài hít thở không khí một tí. Mình sẽ dẫn mọi người đi theo nhá. Nhưng mà trước đấy thì mình sẽ chuẩn bị một tí cho nó xinh đẹp một tí, mặc dù ra đường vẫn phải đeo khẩu trang. Ok, bây giờ thu dọn đồ đạc để đi thôi. Cái cốp đồ của mình đồ để đựng đồ mỹ phẩm, mà hầu hết toàn những cái đồ kiểu chưa bóc tem luôn. Mình còn, đây là cái cốp ở nhà thôi, còn không phải là cốp mang đi làm đấy. Cốp mang đi làm của mình cũng full hết luôn. Ok, and I'm ready to go. It's always hurry up and wait for your big break to come around. But if I crack the code a little late, I'm supposed to blame my age and not this town. Yeah, that don't make no sense to me. My number!
trajectory, then being 25 should make me history. So go ahead and write me off, that's fine by me. I'm gonna move. Mình đã đến nơi rồi mọi người ạ. Chỗ này là chỗ con sư tử phun nước. Mình sẽ dắt mọi người đi xem. Đây, đang đi bộ ở chỗ khu này là khu gì nhỉ? Merlion. Bên cạnh là cái MBS ở đằng sau này. Đó, cái tòa nhà 3 tầng. À nhầm, cái tòa nhà mà có 3 tòa chứ. À, đây, chỗ này sẽ là ra ngoài Merlion. Đây, chúng ta đã đến chỗ em sư tử nước. Em mình đang phun nước. Nói chung thì đây nó là một cái biểu tượng ở bên Sinh. Ai nhìn cái này thì cũng sẽ biết là ở bên này. Con sư tử trong cu tay phết. Mọi người có nhìn thấy cái thuyền đằng kia không? Cái thuyền đấy thì nó vừa đi được cả dưới nước lẫn trên bờ. Lúc lên bờ thì nó có bánh xe. Cũng hay nhưng mà mình chưa được đi bao giờ. Hy vọng một ngày sẽ đi thử em ý. Đây là con mini sư tử. Trong mặt em cũng cu tê phết. Cảnh là nhiều phết rồi đấy. Bây giờ đói phết, mình sẽ đi ăn đồ Việt Nam.